Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Ở cuối tập trước, sau khi đạt được quán quân kỳ sát hạch tân sinh nhưng lại không có tên trong danh sách chính thức của đệ tử hạch tâm khiến Hoắc Vũ Hạo rất buồn. Tuy nhiên, sau khi Chu Y đưa hắn tới hệ hồn đạo và lần nữa hỗ trợ Hòa Thái Đầu sử dụng kỹ năng mới của hồn đạo khí, sự tiến bộ của Hoắc Vũ Hạo đã khiến Phạm Vũ vô cùng hài lòng. Lúc này, ông cũng nói cho Hoắc Vũ Hạo biết tâm huyết cả đời ông chính là kế hoạch cực hạn đan binh. Từ trước đến nay, ông mới chỉ có một đệ tử chính là Hòa Thái Đầu. Hiện tại, nếu hắn đồng ý, Phạm Vũ sẽ thu hắn làm đệ tử cuối cùng của mình. Dĩ nhiên, Hoắc Vũ Hạo cầu còn không được, hắn ngay lập tức cúi đầu đồng ý. Trước khi Hoắc Vũ Hạo rời khỏi đây, Phạm Vũ cũng thông báo một tin chấn động. Vũ Hạo, con chẳng những là đệ tử của ta, mà từ giờ phút này cũng chính là đệ tử hạch tâm của hồn đạo hệ. Mặc kệ bên Vũ Hồn Hệ đánh giá con như thế nào, bọn họ không chọn con làm đệ tử hạch tâm chính là tổn thất của bọn họ. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến kỳ họp mới, việc phân chia tân sinh theo định hướng cũng chính thức được bắt đầu. Lần này, Chu Y vẫn là chủ nhiệm của bọn họ, điều đặc biệt là sau khi phân lớp, đám người Đới Hoa Vân cũng chung lớp với Hoắc Vũ Hạo. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Chu Y bắt đầu tuyên bố, bởi vì lớp của chúng ta có cả hồn sư hệ khống chế và cường công, nên lớp trưởng sẽ gồm 2 người cho mỗi hệ khác nhau. Mỗi tháng trao đổi một lần, ta sẽ viết tên một số người nổi bật, tất cả chuẩn bị bỏ phiếu ký nhé. Vừa nói, bà vừa quay mặt viết 2 hàng tên lên bảng đen. Hàng đầu viết là cường công hệ, phía dưới bao gồm các tên Phương Đông, Đới Hoa Bân, Chu Tư Trần, Hoàng Sở Thiên, Vu Phong. Hàng thứ 2 viết là khống chế hệ, với 4 cái tên Hoắc Vũ Hạo, Tào Cẩn Hiên, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc. Trên bảng hiện giờ đã có 9 cái tên, trong mắt mọi người thì hàng đầu tiên Phương Đông dĩ nhiên xứng đáng nhất. Nhưng cái tên Hoắc Vũ Hạo bên hệ khống chế lại khiến nhiều người không phục. Chỉ riêng những học viên của lớp 1 ban tân sinh cũ không mở miệng nói gì vì Hoắc Vũ Hạo từng là lớp trưởng của bọn họ, cố gắng của hắn đã được bọn họ công nhận từ lâu rồi. Nhưng những học sinh lớp khác lại không biết, đa số đều mang vẻ mặt khinh thường, đừng nghĩ Hoắc Vũ Hạo cùng 2 người khác giành được giải quán quân thì tất cả sẽ được tôn trọng. Thật ra sau lưng bọn họ, không ít người nói Hoắc Vũ Hạo cực kỳ may mắn mới được như thế. Một tên hồn sư chỉ có một hồn hoàn lại có thể giành được chức quán quân sát hạch tân sinh, chuyện này nói ra thì ai tin. Lúc này, Vu Phong đứng lên thay mặt một số người nói rằng Hoắc Vũ Hạo không xứng đáng có tên trong danh sách bầu lớp trưởng. Phương Đông vỗ mạnh một cái xuống bàn rồi đứng dậy, chỉ vào Vu Phong nói, ngươi đừng có được nước làm tới, thua chúng ta rồi mà còn không phục sao? Vu Phong tức giận đáp, đúng, ta không phục đấy, thì sao? Không phải nói hệ khống chế khắc hệ cường công sao? Có bản lĩnh thì bảo hắn đánh với ta, nếu thắng thì ta sẽ phục, không nói bất cứ lời gì nữa, cũng thừa nhận luôn tư cách ứng cử trước lớp trưởng của hắn. Vì bị đả kích đến lòng tự trọng, Hoắc Vũ Hạo nãy giờ không nói gì, bỗng đứng dậy chấp nhận khiêu chiến. Chính vì vậy, cả lớp nhanh chóng di chuyển đến đấu hồn khu. Chiến đấu vừa bắt đầu, Vu Phong biết ưu thế của Hoắc Vũ Hạo là công kích tinh thần, cho nên cô tính chỉ cần giữ khoảng cách Hoắc Vũ Hạo sẽ không làm gì được mình. Thế nhưng lần này, Hoắc Vũ Hạo lại sử dụng đường môn công pháp từng bước rút ngắn khoảng cách với Vu Phong. Sau khi hắn thành công đánh một chưởng về phía Vu Phong đã khiến rất nhiều người thất kinh. Theo quá hóa giận, Vu Phong lập tức bạo phát hồn hoàn của mình, một ngọn lửa lớn nhanh chóng bao trùm cơ thể cô ấy. Khi công kích vừa phóng đến, uy áp khổng lồ rất nhanh đã khiến Hoắc Vũ Hạo bị đánh bay ra xa, nằm sõng soài trên mặt đất. Tuy nhiên, Vũ Hạo chưa nhận thua, hắn lê thân xác tả tơi của mình gượng dậy, điều này khiến những người có mặt phải nể phục vì ý chí kiên cường của hắn. Mà cũng ngay lúc này, cả người hắn đột nhiên run rẩy. Ngay sau đó, những tia máu đỏ trong mắt hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một màu sắc âm u đầy hơi thở tử vong. Ở phía đối diện, Vu Phong đang phát điên, nhưng khi tròng mắt của hắn hóa thành màu xám, thì đột nhiên nàng có cảm giác dường như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt cổ họng của mình, khiến cô bé hít thở không thông. Ngay sau đó, công kích tinh thần của Hoắc Vũ Hạo lập tức bắn ra, khiến Vu Phong bất tỉnh tại chỗ. Hắn bất ngờ trở nên mạnh mẽ như vậy, khó trách khiến người khác kinh hãi. Mà nguyên nhân chỉ có hắn mới hiểu rõ. Khi bị Vu Phong đánh bại, hận ý với kẻ khinh thường mình tăng lên đỉnh điểm thì một giọng nói giả nua vang lên bên trong thế giới tinh thần của Hoắc Vũ Hạo. Cừu hận sẽ che mở mắt của ngươi. Lần này, Thiên Mộc Băng Tẩm cũng nghe thấy giọng nói kia, khí lưu màu xám xuất hiện ở biển tinh thần nó cũng nhìn thấy. Chỉ là không cách nào xua tan được. Hoắc Vũ Hạo phát hiện hắn đã hoàn toàn mất đi khả năng khống chế thân thể của mình. Ngay sau đó, hắn có cảm giác hồn lực của mình bắt đầu sôi trào. Tiếp đó, linh mâu đã biến thành màu xám cũng sáng lên, linh hồn trùng kích lại một lần nữa được sử dụng. Chiến đấu đã kết thúc, nhưng tất cả những học viên còn lại lúc này như bị cái gì đó bóp chặt cổ, không thể phát ra chút âm thanh nào. Cả người Hoắc Vũ Hạo thoáng lảo đảo, trong mắt màu xám từ từ biến mất, sau đó cũng liền ngã vào lòng Vương Đông. Đến đây thì cũng hết tập 16 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!